Tôi đỡ cô dậy, không được rời xa tôi. Nhất Nhất, đừng rời xa tôi. Tôi biết sai rồi, được rồi, được rồi. Cô uống nhiều rồi, bây giờ muộn lắm rồi, tôi đưa cô về. Nào, dậy đi. Tôi thực sự không biết mình sai chỗ nào. Nào, đừng có lôi tôi nữa, tôi về nhà rồi còn gì. Nhất Nhất, đây là ký túc xá nam đấy. Cô là con gái ở đây không tiện đâu. Tôi đưa tôi về nhà. Đây là nhà tôi, anh là ai đấy? Dương Nhất Nhất, điện thoại của cô kêu kìa. Dương Nhất Nhất, nghe điện thoại đi. Alo, gì à? Cháu là Hùng Đáng. Không có gì đâu. Nhất Nhất hôm qua ở chỗ cháu, không xảy ra chuyện gì hết, chỉ là uống hơi nhiều thôi. Ông ngoại sao rồi? Bệnh viện sao? Không phải đã dặn em chăm sóc ba sao? Xảy ra chuyện gì đây? Đúng lúc ở công ty có chút việc, bạn học của em lại đến nữa. Cứ bận rộn tiêu tích thành ra em quên khuấy mất. Bạn quay quan trọng hơn ba sao? Được rồi, chị đừng có trách Tiểu Lệ nữa. Xin lỗi. Ông ngoại, ông sao rồi? Không sao, ông không sao mà. Không sao mà phải đến bệnh viện sao? Tối hôm qua đến giờ cháu tan học, ông phải đi đón cháu chứ, nên ông đi ra ngoài. Cứ đi, đi một lát. Ông nghĩ mãi mà không nhớ ra trường của cháu ở đâu. Không có cách nào, nên ông đành quay về. Không biết làm sao, ông bỗng chóng mặt quá. Sau đó ông không nhớ gì nữa. Không biết thế nào thì ông lại thành ra nằm viện rồi. Ông ngoại à, sau này không có cháu bên cạnh, ông đừng có đi lung tung, ông nghe chưa? Dọa cháu sợ chết mất. Còn may là gặp được người tốt, không thì Hùng Đáng tới rồi à. Ông ngoại, ông nhớ ra cháu rồi. Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Nhất Nhất nhà ông thích cháu như vậy. Ba, người ta còn phải đi làm, có thời gian sẽ lại đến thăm ba sau. Phải rồi ông, cháu còn phải đi làm. Vậy cháu đi trước, đi cẩn thận nhé. Sau này lại đến đấy. Cậu ấy bận lắm, sau này sẽ không đến nữa đâu. Mẹ à, sao con còn bảo vệ nó? Mẹ nói là Dương Nhất Nhất, bây giờ con không được gần Hùng Đáng nữa, cứ dính vào nhau như vậy. Sau này nhé, kiên quyết không được cho nó vào nhà chúng ta. Cứ đồn ra đồn vào như vậy không hay đâu. Bà Trương ở tầng dưới còn hỏi đấy, họ có phải Hùng Đáng là bạn trai của con không? Ai thích hỏi thì cứ hỏi đi. Mẹ nói con này, sao cô cứ nói chuyện với Nhất Nhất kiểu ấy vậy? Cô đi đi, mau đi mau, đừng có bắt nạt Nhất Nhất nhà chúng tôi. Dân dân dân, con đi được chưa? Mọi người là người một nhà, con là người ngoài thôi. Nhất Nhất, ra ngoài với mẹ một lát, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Chuyện gì vậy? Sao phải đi xa như vậy? Mẹ nói đi. Bệnh của ông ngoại con chuyển biến xấu đi rồi. Ba cũng bảo như vậy. Để con đi hỏi ba. Nhất Nhất à, sau khi mẹ nghe xong,
Trong lòng mẹ rất buồn. Nhất Nhất à, cậu mợ là cái trò gì vậy? Sao mọi người lại có thể lấy ba ra nói dối chứ? Đây không phải là nói dối. Bệnh của ông mặc dù không chuyển biến xấu đi, vậy nhưng chúng ta đều hiểu là thời gian ông còn tỉnh táo đang ngày một giảm đi. Vậy anh nói xem, có phải ông cũng hy vọng Nhất Nhất và chúng ta có được chàng trai tốt đi nương tựa? Có phải muốn Nhất Nhất được hạnh phúc hay không? Phải, nguyện vọng của ông là Nhất Nhất được hạnh phúc. Vậy mọi người lừa Nhất Nhất có phải không? Anh rể à, cái này sao anh gọi là lừa được chứ? Bây giờ đang có mối tốt ở ngay đây, sao chúng ta có thể để Nhất Nhất chọn sai người? Còn nữa, Nhất Nhất gần đây cứ 2-3 bữa lại ra ngoài uống rượu, lần nào cũng ở cùng với Hùng Đáng đó. Anh nói xem, anh là một người làm cha, thực sự không lo lắng chút nào sao? Nhất Nhất không phải trẻ con nữa, hai đứa chúng nó đều trưởng thành, làm gì cũng tự biết chừng mực. Chừng mực cái gì? Nói chung là chúng ta không để Nhất Nhất rơi vào tay thằng ấy được. Không phải tôi lại bắt đầu không hiểu rồi. Nhất Nhất chọn ai chúng ta chưa nói đến vội, nhưng mọi người dựa vào đâu mà đánh giá thấp Hùng Đáng chứ? Cái này không phải là đương nhiên sao? Cái đó, cái cậu còn lại cũng theo đuổi, là người thừa kế duy nhất của chuyện phát nhanh Thế Mỹ. Đúng vậy anh rể, em cảm thấy cậu ta với Nhất Nhất ở bên nhau mới đúng là trai tài gái sắc. Ý của hai người thì tôi hiểu rồi. Tôi là ba của nó, đương nhiên cũng hy vọng Nhất Nhất có được bến đỗ tốt đẹp. Vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại, suốt thời gian dài như vậy, cách đối như xử thế của thằng nhóc Hùng Đáng tôi thấy rất được. Bụng dạ tốt là có trách nhiệm, có đúng không? Với cái tính cách xấu của Nhất Nhất nhà mình, tôi thấy người như Hùng Đáng bên cạnh là rất phù hợp. Dù sao hai đứa chúng nó, nếu như thật lòng với nhau, tôi cũng sẽ không ý kiến gì. Vợ chồng nghèo khổ thì điều gì không hay? Anh thật sự mong Nhất Nhất và chúng ta sau này vì cơm áo gạo tiền chịu khổ chịu nhục sao? Không phải mà lời cậu nói có phải vì mục đích khác không vậy? Tôi nghe nói võ quán của cậu dạo này không ổn. Không, cái gì mà không ổn chứ? Anh rể à, anh nói xem, hôm nay chúng em đến đây cũng không phải ép Nhất Nhất lựa chọn gì. Hai chúng em cũng là hy vọng Nhất Nhất có tâm thế thật tốt, đối diện với tình cảm của mình thêm một lần nữa. Vậy nhưng Nhất Nhất ấy hiện tại lại thiếu đi chút động lực. Nhất Nhất à, mẹ biết hiện tại nói chuyện này là không được phù hợp. Vậy nhưng bây giờ con cũng thấy đấy, tình trạng của ông ngoại con, bệnh tình của ông hiện tại còn có thể khống chế được. Con đưa một người bạn trai về để ông xem thử xem. Ý mẹ là một người bạn trai đích thực ấy, người thật sự có thể kết hôn với con, có thể chăm sóc con cả cuộc đời. Ông ngoại con đến tuổi này rồi, ông còn mong gì nữa chứ? Tâm nguyện duy nhất chính là thấy con có bến đỗ tốt. Nếu con bà hăng hái một chút, mau chóng kết hôn, mau chóng sinh lấy một đứa trẻ, đến lúc đó nhà chúng ta bốn thế hệ ở cùng nhau, bệnh của ông có thể kiểm soát được, ông ngoại của con hẳn sẽ vui lắm. Nói không chừng nếu ông vui, bệnh của ông có thể khỏe lại nhiều. Con nói xem, Nhất Nhất